Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn lịch sử và địa lý lớp 4, sách kết nối tri thức qua sách và bài tập, bài 16, tiết 2. Rồi trong video hôm nay, các em sang bài tập số 5. Các địa danh sau nổi tiếng với những hoạt động kinh tế biển nào? Dung Quất, Lý Sơn, Non Nước, Cà Ná, Chân Mây, Lăng Cô. Rồi các em biết trước hết là Dung Quất nổi tiếng với hoạt động kinh tế biển là giao thông đường biển. Lý Sơn nổi tiếng với hoạt động kinh tế biển là du lịch biển đảo. Non Nước du lịch biển đảo. Cà Ná làm muối. Chân Mây giao thông đường biển. Lăng Cô du lịch biển đảo. Rồi như vậy chúng ta hoàn thành bài tập. Trước hết là Dung Quất nổi tiếng với hoạt động kinh tế biển là giao thông đường biển. Lý Sơn du lịch biển đảo. Non Nước du lịch biển đảo. Cà Ná làm muối. Chân Mây giao thông đường biển. Lăng Cô du lịch biển đảo. Bài tập số 6, nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp về điều kiện phát triển một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung. Hoạt động kinh tế biển là muối. Điều kiện thuận lợi là nước biển mặn, nhiều nắng. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Điều kiện thuận lợi: vùng biển rộng, nhiều hải sản, nhiều đầm phá. Du lịch biển đảo, điều kiện thuận lợi: nhiều bãi tắm, vịnh biển, đảo có phong cảnh đẹp. Giao thông đường biển, điều kiện thuận lợi: vùng biển rộng và dài, nhiều vịnh kín gió. Rồi như vậy là chúng ta có thể hoàn thành bài tập số 6. Làm muối. Điều kiện thuận lợi: nước biển mặn, nhiều nắng, đánh bắt và nuôi trồng hải sản. Điều kiện thuận lợi: vùng biển rộng, nhiều hải sản, nhiều đầm phá, cửa sông. Du lịch biển, điều kiện thuận lợi: nhiều bãi tắm, vịnh biển, đảo có phong cảnh đẹp. Giao thông vận tải biển, điều kiện thuận lợi: vùng biển rộng và dài, nhiều vịnh kín gió. Bài tập số 7, hoàn thành bảng dưới đây về một số địa danh nổi tiếng ở vùng duyên hải miền Trung. Địa danh Cà Ná thuộc tỉnh hoặc thành phố nào? Tương tự Mỹ Khê, Cù Lao Chàm, Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm, Lý Sơn, Chân Mây, Sa Huỳnh, Nha Trang. Rồi các em biết là Cà Ná thuộc Ninh Thuận. Mỹ Khê thuộc Đà Nẵng. Cù Lao Chàm thuộc Quảng Nam. Sầm Sơn thuộc Thanh Hóa. Cửa Lò thuộc Nghệ An. Lý Sơn thuộc Quảng Ngãi. Chân Mây thuộc Thừa Thiên Huế. Sa Huỳnh thuộc Quảng Ngãi. Nha Trang thuộc Khánh Hòa. Rồi Cà Ná, Ninh Thuận, Mỹ Khê, Đà Nẵng, Cù Lao Chàm, Quảng Nam, Sầm Sơn, Thanh Hóa, Cửa Lò, Nghệ An, Thiên Cầm, Hà Tĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Chân Mây, Thừa Thiên Huế, Sa Huỳnh, Quảng Ngãi, Nha Trang, Khánh Hòa. Bài tập 8, các em tìm hiểu thông tin, viết đoạn văn giới thiệu về một vật dụng gắn liền với hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung. Rồi thầy giáo ví dụ, một dụng cụ gắn liền với hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung, đó chính là thuyền thúng. Thuyền thúng có cấu tạo
Hình bán cầu như chiếc thúng, gồm phần thân chính đan bằng nan tre, phủ kín bằng phân bò. Sau đó quét dầu rái, hắc ín để ngăn ngấm nước. Ngoài là công cụ phục vụ đánh bắt, chúng còn được sử dụng như một dạng thuyền cứu sinh trong những trường hợp khẩn cấp trên biển, là phương tiện vận chuyển hiệu quả hàng hóa nhẹ và người. Hiện nay thuyền thúng còn được sử dụng trong các hoạt động du lịch. Rồi, các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.